12 người chạy đua chiếc ghế tổng thống, thắng thua chưa phần rõ. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2000 đã diễn ra hoạt động ghi tên ứng viên tổng thống kéo dài 37 ngày. Tất cả có 36 tiểu ban đề cử và 5 liên minh tranh cử đã đưa ra 41 ứng viên. Những ứng viên được đăng ký này còn phải thu thập chữ ký không dưới 500.000 người mới đủ tư cách được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thẩm tra và trở thành ứng viên tổng thống. Kết quả chỉ có 15 tiểu ban đề cử và liên minh tranh cử thu nhận được chữ ký của hơn 500.000 người. Từ ngày 13 tháng 2, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã tiến hành thẩm tra tư cách của 15 ứng cử viên. Đến ngày 21 tháng 2, danh sách cuối cùng các ứng cử viên tổng thống đã được xác định. Chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống Nga, nhiệm kỳ 3, chỉ có 12 người, và vào ngày 26 tháng 3, họ bắt đầu tham gia thi đấu. 12 ứng cử viên này là quyền tổng thống Nga Putin, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Zhuganov, nhà lãnh đạo phong trào di sản tinh thần Nga Bodor Belevzhenskin, thống đốc vùng Kemerovo Tulev, thống đốc vùng Samara Kitov, lãnh đạo tập đoàn quả táo Yablinsky, lãnh đạo phong trào vì sự tôn nghiêm của công dân Nga Pamufirova, nghị sĩ quốc gia Govorosi, nguyên tổng trưởng lý bị Yeltsin bãi nhiệm năm 1999 là Skuratov. Chủ tịch Quỹ Cương lĩnh Tổng thống Girin Novsky. Trong số 12 ứng viên Tổng thống này, chỉ có Zhuganov và Yablinsky đã từng tham gia tranh cử Tổng thống năm 1996. Xét về số tiền tranh cử mà họ quyên góp được thì đứng đầu là thống đốc vùng Kemerovo, Tulev, có 12 triệu rúp. Tiếp theo là Zhuganov, 9,797 triệu rúp. Putin là 7,905 triệu rúp. Bodo 2,285 triệu rúp. Jablinski 575.000 rúp. Quỹ tranh cử của số ứng viên còn lại rất ít. Theo quy định hữu quan trong vòng tranh cử đầu tiên, mỗi ứng cử viên có thể tiêu tốn 26 triệu rúp cho việc vận động tranh cử. Khi tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai, kinh phí của mỗi ứng cử viên không được vượt quá 34 triệu rúp. Các nhà phân tích cho rằng, cuộc bầu cử này có 3 khả năng. Thứ nhất, Putin giành thắng lợi trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Thứ hai, Putin và Zhuganov cùng lọt vào vòng 2. Putin liên kết cùng với các đảng khác và cuối cùng giành thắng lợi. Thứ ba, Zhuganov giành thắng lợi còn Putin thất bại. Người nào tinh ý thì có thể nhận ra ngay cuộc bầu cử tổng thống lần này nghiêng hẳn về một bên. Cuộc chơi chưa bắt đầu nhưng mọi người đã có thể đoán ra kết quả. Ngoài quyền tổng thống Putin và Zhuganov đọ sức với nhau, các ứng viên tổng thống khác cơ bản không đủ sức. Nhưng tại sao họ vẫn thích đi vận động cử tri? Những năm gần đây, Yablonsky dường như trở thành người tham gia tất cả các cuộc bầu cử theo pháp luật. Là một chính trị gia chuyên nghiệp, mọi người rất khó phán đoán phần thắng của ông rốt cuộc được bao nhiêu. Đối với ông, tham gia tranh cử dường như là một công việc, cho dù là thắng hay thua đều phải làm. Sau nhiều lần thất bại, lần này có thể được đền đáp như ý muốn không? chắc ông tính toán không nhiều. Có người cho rằng Jablinski đã trở thành con tin của việc chuyên nghiệp hóa chính trị. Thống đốc vùng Samara Kitov và Rovo Tuleev tham gia tranh cử lại có tính toán khác. Mục muốn lớn nhất của Kitov là làm thủ tướng. Mục đích tham gia tranh cử của ông chính là muốn trở thành LB thứ hai. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, Tuleev giành được 10 tới 15% số phiếu. Khi Putin và Zyuganov bước vào vòng 2, Kito tốt chờ đợi với cái giá là làm thủ tướng thì sẽ nghiêng về ủng hộ Putin hoặc Zhuganov. Còn mục đích tranh cử của thống đốc vùng Kemerovo, Tulev, thành viên đảng Cộng sản là muốn nâng cao uy tín của vùng mình. Nếu có thể sẽ hỗ trợ cho Putin lấy đi 1-2% số phiếu của Zhuganov. Nguyên viện trưởng Viện Kiểm soát Tối cao Skoratov và nhà doanh nghiệp Zabraytov lại cảm thấy bị oan ức quyết tâm nhân đây gột rửa nỗi oan đó. Skuratov cho rằng Yeltsin và Putin không những đã cắt chức ông mà còn truy cứu trách nhiệm hình sự, thực sự là không công bằng. Còn Zabrajov lại tỏ ra rất bực về việc đài truyền hình ORT nói rằng ông ta có hành vi hối lộ. Vì vậy, nhân cơ hội này ông sẽ trình bày quan điểm của mình. Mục đích của các ứng cử viên khác nhau tuy không giống nhau nhưng có một điểm chung cho đây là vì muốn làm tổng thống chứ không muốn nói nhân dịp này để nâng cao danh tiếng của mình. Năm 1999, trong cuộc bầu cử Duma, các đảng của Pamufirova và Boder Belevzerkin không vượt quá ngưỡng 5% nên không trở thành nghị sĩ Duma quốc gia. Nếu sau cuộc bầu cử tổng thống này, uy tín cá nhân của họ được nâng lên, thì vào cuộc bầu cử Duma tới, họ có thể giành được ghế tại khu vực bầu cử địa phương. Đạo diễn nổi tiếng, nghị sĩ Duma, Goro Rosin, Tuy gần đây hay đóng vai thuyết trình của Liên minh Tổ quốc Toàn Nga, thường xuyên phát biểu tại những nơi công cộng, nhưng mọi người vẫn khó đánh giá về sức ảnh hưởng chính trị. Hiện nay, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ba người, Budolbelev Zekin, Govorosin và Pamufirova chỉ chiếm 1,5%. Vì vậy, họ sẵn sàng liên kết thành lập liên minh lực lượng yêu nước cánh tả. Nhưng việc thành lập liên minh này không giúp gì cho ứng viên Đảng Cộng sản Yuganov do đó mục tiêu công kích của họ không phải là chính quyền hiện nay mà là đảng cộng sản nga tuy cuộc tranh cử tổng thống nga là cuộc đọ sức của phẩm chất và ý chí cá nhân nhưng đối với zhuganov ông lại là một ứng viên đảng cộng sản số phiếu mà cử tri bỏ cho ông không phải là do có cảm tình với cá nhân ông mà vì ông là nhà lãnh đạo của đảng cộng sản nga số phận hình như diễu cợt với ông Và những thời điểm then chốt nhất thì ông chỉ đứng ở vị trí thứ hai thời kỳ liên xô trước đây Yuganov từng giữ chức bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Liên bang Nga Xô Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1996, ông chỉ đứng thứ hai sau Yeltsin. Để thay đổi tình trạng này, Yuganov đã cải biến quy luật cũ trở thành người đầu tiên gửi lên Ủy ban bầu cử Trung ương Nga danh sách chữ ký của cử tri, người đầu tiên được Ủy ban bầu cử Trung ương phê chuẩn và cũng là người đầu tiên thông báo cương lĩnh tranh cử của mình trong bức thư gửi dân chúng Nga. Nhưng muốn dẫn đầu trong cuộc chạy đua này, Yuganov còn phải làm tốt hai việc sau: thứ nhất, phải xây dựng liên minh trung tả rộng rãi. Trong liên minh này, Yuganov nên trở thành nhân vật số 1 thực sự. Nhưng hiện nay muốn xây dựng liên minh này cơ bản không thể tiến hành được. Việc liên kết với các đảng cánh tả khác vẫn chưa đưa vào chương trình nghị sự. Nội bộ Đảng Cộng sản Nga đã dạn nứt. Tulev, thành viên Đảng Cộng sản Nga lại coi thường kỷ luật đảng, quyết định độc lập tham gia tranh cử, còn lãnh đạo tổ chức di sản tinh thần border Belevzhkin mấy năm trước đã bị đoàn nghị sĩ Đảng Cộng sản Nga khai trừ. Bây giờ lại lấy Đảng Cộng sản Nga là mục tiêu công kích chủ yếu. Ông công khai cho biết Đảng Cộng sản Nga là tổ chức bí thư cấp vùng, ngoài quyền lực ra họ không quan tâm gì hết. Thứ hai, phải tìm kiếm đồng minh đáng tin cậy. Để giành thắng lợi, Zhuganov không những phải liên kết những người ủng hộ hiện thực và tiềm mẩn của mình mà phải tìm được đồng minh tin cậy và kiên định nhằm có thể giành lại một số phiếu trong tay Putin. Vậy người đó là ai? Yuganov không tìm ra được Lebed như vậy. Do đó, Yuganov đành phải độc lập tác chiến, hy vọng lọt vào vòng bỏ phiếu thứ hai. Chẳng trách có người nói, trong cuộc bầu cử tổng thống thì vị trí số 1 có khả năng thay đổi, còn vị trí số 2 đã cố định. Bây giờ, mọi người đành phải bình tĩnh chờ đợi xem Yuganov có thể thoát khỏi cái vòng kỳ quái này không. Các giới và dư luận Nga đều ưa chuộng quyền tổng thống kiêm thủ tướng chính phủ Putin. Về vấn đề Chechnya và cuộc bầu cử Duma quốc gia, Putin đều giành được thành tích đáng tự hào và sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng. Từ năm 1999 trở đi, tình hình kinh tế đã tăng trưởng ổn định. Điều này bổ sung thêm vào thành tích của Putin. Yeltsin từ chức trước thời hạn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Putin giành thắng lợi trong cuộc bầu cử. Hiện nay, ngoài liên minh thống nhất là đảng cầm quyền còn có các đảng phái chính trị xã hội như phong trào toàn Nga, phong trào nước Nga, ngôi nhà chung của chúng ta, đều bày tỏ sự ủng hộ Putin. Trong cuộc thăm dò dân Ý gần đây, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Putin luôn ở trong khoảng 60%, còn Yuganov chỉ có khoảng 20%. Theo kết quả điều tra dân Ý của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Dư luận Nga, nếu ngày 13 tháng 2 tiến hành bầu cử Tổng thống, Putin nhất định giành thắng lợi. Trong số cử tri tham gia bỏ phiếu thì có 57% số người ủng hộ Putin, còn Zhuganov chỉ có 17%, Jablinski là 4%, Tulev và Kitov đều là 1%, còn các ứng viên khác đều không đạt đến 1%. Trong tiếng Nga, tên của Putin chính là chữ viết tắt của Tổng Sản phẩm Quốc nội. Vì vậy, nhiều cử tri Nga không những hy vọng Tổng Sản phẩm Quốc nội không ngừng tăng mà cũng hy vọng Putin luôn vượt lên trở thành Tổng thống của họ tình hình diễn ra đều có lợi cho Putin. Có người cho rằng nếu cuộc bầu cử tổng thống tổ chức năm 1999 thì khẳng định Primakov sẽ thay thế Yeltsin. Sau tháng 5 năm 1999, tuy Primakov bị Yeltsin cách chức nhưng tỷ lệ đối với ông ta vẫn cao hơn các chính trị gia khác. Mãi đến tháng 10, sự ủng hộ của Putin mới dần dần vượt qua Primakov. Sau bầu cử Duma tháng 12, sự ủng hộ đối với Primakov đã giảm xuống rõ rệt mặc dù trong tình hình này điện kremlin cũng chưa dám coi thường đối phương vẫn tập trung hỏa lực đánh mạnh primakov trước tình hình bất lợi primakov không chiến mà tự đầu hàng tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống các nhà bình luận cho rằng hiện nay primakov đã rút lui cuộc bầu cử tổng thống sẽ không mang ý nghĩa tranh cử mà chỉ là bỏ phiếu putin hiện nay chiếm ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa giống như cây hạnh đỏ vươn khỏi bức tường để một mình khoe sắc nếu không bất ngờ lắm thì Putin sẽ đứng ở vị trí hàng đầu ngay trong vòng đầu tiên. Cùng với việc đăng thư công khai gửi công chúng, Putin bắt đầu phát lệnh tiến công. Trong bức thư này, Putin đã trình bày những mặt ưu tiên chủ yếu trong chính sách của ông sắp thực hiện. Những mặt ưu tiên khái quát là đánh thắng cuộc chiến tranh Chechnya, tăng cường vị thế quốc gia, chống tội phạm, tiêu diệt nghèo nàn. Những mặt ưu tiên này đã được cử tri hưởng ứng nhiệt liệt trước khi họ đi bỏ phiếu vào ngày 26 tháng 3. Theo kết quả thăm dò dân ý, tỷ lệ ủng hộ đối với các ứng viên lần lượt là Putin 59%, Yuganov 19%, Yablinsky 4%, Tulev 2%, Kitov và Gervorosin 1%, còn các ứng viên khác dưới 1%. Ngày 26 tháng 3, cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra như đã định. Kết quả bầu cử đúng như mọi người dự đoán. Putin chính thức đắc cử Tổng thống Liên bang Nga.